Chào mừng bà con đến với kênh của Farmers Market, chợ của người nông dân. Vào thời điểm này đang là chính vụ của rất nhiều loại nho của Mỹ và Hàn Quốc. Vì vậy Farmer quyết định làm clip review các loại nho của Mỹ và Hàn Quốc đang có cửa tại cửa hàng Farmers Market để bà con có thể lựa chọn được đúng cái loại nho theo sở thích khẩu vị của mỗi người. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu tên từng loại nho để bà con có thể dễ dàng theo dõi và lựa chọn nhé. Đây là nho Sugar Crunch. Đây là nho đỏ Sweet Celebration. Đây là nho Sun Sweet Club. Đây là nho Bóng Tay Moon Drop. Còn đây là nho kẹo Pink Honey. Còn đây là nho mẫu đơn đến từ Hàn Quốc. Tên là Chai Bất Khắc. Còn đây là nho rượu. Nho mà ăn có vị rượu nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử từng loại nhé. Đây là nho Sugar Crunch. Mình sẽ cắt thử nhé. Nho này thì cái chùm nó khá là to các bạn. Đây, rất là to. Trái dài dài chứ không phải là trái tròn nha các bạn. Mình ăn thử ha. Rất là giòn, ngọt. Mình nghĩ là cái màu vàng của nó là cái màu giống như màu đường đó. Ở trong cái trái nho làm cho cái trái nó vàng. Cho nên là rất là ngọt và nó rất là mỏng nước các bạn. Các bạn thấy nè. Và mình thấy là nó không có quá bột các bạn. Ăn cái này nó giòn nhưng mà nó rất là mọng nước nha. Nho rất là ngon. Các bạn thấy là chùm rất là chín chín trái luôn. Giờ mình sẽ ăn thử cái loại nho xanh tiếp theo là nho Sweet Club. Đây là một dòng nho của nho này thì là sugar, còn nho này là sweet thì mình nghĩ chắc là cũng ngọt. Cái chùm của nho này rất là đẹp luôn, trái màu xanh hơn. Xanh hơn so với lại nho sugar. Như bạn thấy, các bạn thấy. Sweet Club. Cái cuốn trái này rất là tươi luôn. Nè, mình bóp thử nè, rất là cứng nha các bạn. Nó rất là cứng luôn, mình hy vọng nó rất là giòn, nó sẽ giòn. Nho này giòn. Nhưng mà nó có độ sốt hơn cái nho sugar crunch hồi nãy mình ăn. Và ngọt thì không bằng nho sugar mà rất cũng khá là ngọt các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cắt hai trái nho, một cái là Sweet Club với là một cái là nho Sugar Crunch để các bạn coi cái phần ở trong nha. Đây các bạn, bên trong thì khá là giống nhau nhưng mà mình thấy là cái màu của cái nho Sweet Club này nó đậm màu hơn, thì nó có độ xốp hơn, còn nho Sugar thì nó mỏng nước hơn. Và tiếp theo mình sẽ dùng thử cái nho mẫu đơn nha các bạn. Cái chùm nho mẫu đơn thì rất là đẹp luôn các bạn. Nó cứng ngắt luôn á, tức là trái nó chen chút, các bạn thấy nè. Đây là một trong những dòng nho mà mắc nhất tại Việt Nam hiện tại. Thì nho mẫu đơn của Hàn Quốc thì rẻ hơn nho mẫu đơn của Nhật Bản. Tuy nhiên là chất lượng nó cũng khá là tốt và khá là phổ biến ở Việt Nam bây giờ. Bây giờ mình sẽ dùng thử một trái ở trên đây nhé. Cái to nhất. Phải ăn thêm một trái nữa. Nho này á thì cơm rất là dày luôn, trái to mọng nước, nhưng mà cái vị ngọt của nó thì thanh thôi, chứ nó không có ngọt gắt như là hai loại nho của Mỹ. Nhưng mà được cái là nó có mùi thơm các bạn, thơm thơm mùi sữa. Thì dòng nho này rất là nổi tiếng của Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì nho mẫu đơn thì mình nho Hàn Quốc thì rẻ hơn nho Nhật Bản rất là nhiều, thì vì cái độ ngọt nó không bằng, tuy nhiên là cũng rất là ngon. Mà cái này mà đem tặng thì Lộc nghĩ là rất là sang luôn. Nó bóng loáng từng trái luôn. Ok, mình ăn hết cái này nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua hai loại nho đỏ mà đang có bán tại Farmer. Một loại nho đỏ là nho Sweet Celebration. Và đây là dòng nho đỏ nho kẹo. Đây là dòng nho kẹo các bạn. Mình sẽ thử dùng trước cái nho đỏ này. Nho này thì có trái có một chút hạt, có trái thì không hạt. Thì cái nó cũng giòn nhưng mà không giòn bằng nho xanh của Mỹ. Nhưng mà về nói là cái vị của nho á thì nó cái vị nó nhiều hơn, nó đậm đà hơn.
cũng ngọt, nó ngọt. Thì mình theo mình biết là cái nho này nó rẻ hơn nho nho xanh sugar và nho xanh Swiss Celebration. Nhưng mà nó Swiss Club nho xanh này. Nhưng mà cái này thì nó rẻ hơn một chút xíu, tuy nhiên là mình nghĩ rằng con nít sẽ thích cái này tại vì nó ngọt và nó thơm. Ok, bây giờ mình tiếp, mình sẽ tới cái dòng nho. Đây là một trong những dòng nho làm mưa làm gió trong thị trường nho của Việt Nam từ năm ngoái cho tới năm nay. Vì cái dòng nho này được rất nhiều em nhỏ thích vì nó rất là thơm. Vì đây là nó là dòng nho kẹo cho nên nó thơm lắm các bạn. Mình nghe được mùi thơm, mùi giống như là mùi kẹo nho đó. Tức là nó có vị đường, mùi đường. Bây giờ mình sẽ dùng thử ha. Nho này thì mình thấy là trái nó hơi nhỏ, hơi mềm một chút xíu. Nó là dòng nho mềm nghĩ như vậy. Nhưng mà nó rất là thơm mùi kẹo luôn. Ăn như ăn kẹo vậy các bạn. Và cái vị ngọt thì vừa phải, hơi chua nhẹ một chút xíu. Nó giống như dòng táo róc chích của mình, nó ăn là nó ngọt nhưng mà cũng có vị chua nhẹ và nó thơm. Thì mình thấy là cái dòng nho này là các em nhỏ rất là thích luôn. Và ăn rất là lạ. Ok, bây giờ mình sẽ tới hai dòng nho còn lại là nho ngón tay. Dòng nho này cũng khá là nổi tiếng và rất là nhiều và các mẹ thích mua cho con. Thì nho ngón tay thì nó có rất là nhiều dòng theo mình biết của Úc, của New Zealand hay là của Mỹ. Nhưng mà ở Mỹ thì cũng có nhiều dòng nho ngón tay, nhưng riêng cái dòng nho này là dòng nho Moondrop thì rất là nổi tiếng vì trái rất là to. Các bạn thấy nè, trái nó to bằng cái ngón tay của mình luôn. Đối với dòng nho Moondrop này thì mình nghe nói là cái vỏ nó không bị chát như là các loại nho khác. Bây giờ mình sẽ thử nè. Trái này rất là to các bạn. Đây các bạn thấy là như ngón tay. Mình ăn là mình không thấy bị chát luôn các bạn. Mà rất là mọng nước và ngọt. Mình thấy là cái lô nho này nó không có vị chua nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thử tới cái dòng nho có tên rất là lạ. Đó là dòng nho nho rượu. Đây là dòng nho của Hàn Quốc, chỉ có ở Hàn Quốc và ở Nhật Bản thôi. Thì cái loại nho này là nho hiện đang bán là nho của Hàn Quốc. Thì mình sẽ dùng thử cái nho này nhé. Cái chùm này nó đen hơn, mình nghĩ chắc nó chín hơn, mình sẽ ăn thử. Dòng nho này thì mình ăn thì mình sẽ không có ăn cái vỏ của nó nha. Cái vỏ của nó thì sẽ hơi dày và hơi chát. Thì thường người Hàn Quốc họ sẽ không có ăn cái phần vỏ này. Thì các bạn bứt một trái ra, các bạn mình sẽ cắn vào cái phần cái đuôi của cái trái ha. Tức là các bạn sẽ bóp cái phần ruột của cái trái nho vào miệng của mình mà bỏ đi cái phần vỏ. Mình làm lại cho các bạn thấy nha. Nho này thì khó hàng chứ các bạn. Đây, các bạn bớt ra và mình sẽ bóp trái nho để mà ăn cái phần ruột của nó rồi bỏ cái phần vỏ đi. Nho này đúng là nó có cái vị rượu các bạn. Nó có cái vị rượu, giống như mùi rượu vang vậy đó. Thơm, nhưng mà nó hơi, nó có vị chua nha các bạn. Nho này thì nó không quá ngọt mà nó cũng không có, mà nó cũng không giòn luôn, nhưng mà nó bị chua. Thì đây là cái cách ăn của người Hàn Quốc và người Nhật. Nó đặc trưng những cái nho này là ăn chua chua và nó có cái vị rượu. Thì nó khá là thú vị, nên các bạn có thể dùng thử để biết nho rượu nó như thế nào nhé. Còn bây giờ mình sẽ lựa chọn một cái loại nho mà mình yêu thích nhất ở trong các loại nho này ha. Thì đối với mình thì mình thấy là nho hiện tại cái dòng nho mà ngon nhất mà mình thích đó, là đó là nho Sugar Crunch. Là vì nó rất là ngọt luôn. Nhưng mà mình biết là một số bà con không có thích cái nho quá ngọt. Cho nên là nếu như mà mình không thích nho quá ngọt á, mà thích giòn á, thì mình có thể chọn nho Sweet Club là nho xanh này. Thì nó sẽ không quá ngọt nhưng mà nó vẫn giòn. Còn nếu mà mình thích ăn cái vị nho mà nó thơm, nó ngọt vừa và không quá giòn, thì các bạn có thể sử dụng nho đỏ. Mà nho đỏ này nó còn được một cái là cái giá thành của nó rất rất là tốt.
còn nếu các em nhỏ thì các nên ăn nho kẹo pink honey. Nho kẹo pink honey này thì nó khá là thơm, ngọt, chua nhẹ và mềm, thì các em có thể dễ ăn và hoàn toàn không có hạt. Một số trái thỉnh thoảng thì có một số trái thì có hạt nhỏ nhỏ rồi không vấn đề. Thì như vậy là năm loại nho của Mỹ thì mình thích nhất là nho Sugar Crunch, nhưng mà nó có một cái là nó ngọt nhưng mà nó ngọt rất là gắt, nên nếu như mà ai mà không thích ăn nho quá ngọt gắt thì các bạn có thể lựa chọn dòng nho Sweet Club, là dòng nho xanh này, thì cái vị ngọt của nó sẽ thanh hơn, nó không có bị gắt cổ. Còn nếu mà các bạn thích dòng nho mà ngọt vừa và cái vị đậm đà thì các bạn có thể dùng cái dòng nho đỏ, nó khá là thơm và đậm vị nho. Còn nếu mà các em nhỏ thì có thể là các bạn nên lựa chọn những cái dòng nho kẹo. Thứ nhất là nó có mùi rất là thơm, vị ngọt vừa và có chua chua nhẹ nhẹ thì ăn rất là lạ. Còn cái dòng nho ngón tay, đối với những người thích dòng nho ngón tay thì các bạn cứ lựa chọn dòng nho ngón tay của Moondrop. Tại vì đây là một trong những dòng nho mà ngón tay duy nhất mà nó có được cái vị có cái độ giòn vừa phải và nó không có bị chát mà vị ngọt và mọng nước. Còn đối với hai dòng nho Hàn Quốc là nho mẫu đơn và nho rượu thì hoàn toàn khác nhau. Nếu mà bạn thích cơm dày, có mùi thơm và ngọt thanh thì các bạn sử dụng nho mẫu đơn, hoặc là để làm quà tặng thì các bạn cũng nên chọn dòng nho mẫu đơn. Còn đối với bạn mà muốn trải nghiệm những cái hương vị nho mới lạ thì các bạn có thể thử dùng nho rượu Hàn Quốc, thì nó có cái mùi rượu khá là độc đáo thì các bạn có thể thử qua. Như vậy là mình đã review lại 7 loại nho trong cái mùa nho đang rất là rộ của Mỹ và Hàn Quốc đang được bày bán tại Farmers Market. Là mình thích loại nho nào thì các bạn có thể đến với hệ thống cửa hàng của Farmers Market và yêu cầu nhân viên để nhân viên có thể cho các bạn dùng thử. Ở Farmers Market thì các bạn được dùng thử các loại nho để quyết định lựa chọn loại nho nào mình yêu thích. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái chương trình sau của Farmers Market. Xin chào.